Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Nhà Nông TV của mình. Thì hôm nay là mình lại lên một cái video là chia sẻ cho các bạn trên cộng đồng mạng cách chế một cái máy đo thông mạch và đo led các bạn nhé. Vì vừa rồi trong kênh của mình thì mình cũng chia sẻ một số video là sửa cái đồ điện lặt vặt ở trong nhà. Thì trong đó là có một số bạn cũng để lại cái bình luận là các anh hướng dẫn người ta sửa cái đồ điện này thì các anh có cái đồng hồ. Thế còn đại loại ở trong dân chúng tôi thì chúng tôi cũng không có cái thiết bị đấy. Chúng tôi chỉ có xem thôi, còn thì chúng tôi cũng không thể có những cái đồ đấy là chúng ta ơi sửa được như các anh. Thì đúng vậy, trong dân mình á, thì đại loại là không có cái đồng hồ để chúng ta đo các bạn ạ. Thế nên là cái việc sửa chữa cái đồ điện lặt vặt ở trong nhà là nhiều khi là nó cũng rất khó khăn. Khi ta không có cái dụng cụ thì có khi nó chỉ đứt một cái dây điện hoặc là nó chập chờn một cái công tắc ta cũng không thể biết chỗ nào được các bạn ạ. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn một cái cách chế một cái máy đo thông mạch, đo led thật là hữu ích các bạn ạ. Mà trong đó là ai cũng làm được mà ta cũng không cần phải đi mua. Những nhà bạn nào mà không có cái đồng hồ thì các bạn là may mắn xem được cái video này của mình á thì chắc chắn là các bạn sẽ chế được cái dụng cụ như thế này rất hữu ích các bạn nhé. Nhưng đồ điện ở trong nhà mình á là nó chủ yếu là hỏng tin những cái vít cắm hoặc là tin những cái dây điện hoặc là tin những cái chỗ nó rỉ thì ta có cái dụng cụ này là ta lại xử lý được nhá. Đây cũng như mình này, mình cũng là người vọc vạch về điện chứ mình cũng không phải là thợ các bạn ạ. Thì mình cũng có mua một cái đồng hồ như thế này. Thực tế ra là chủ yếu là mình đo thông mạch, kể cả thợ chuyên nghiệp cũng chủ yếu là đo thông mạch là nhiều các bạn ạ. Còn tính những cái chức năng đo điện lưới hoặc tính cái đo điện một chiều này thì nó cũng vẫn dùng nhưng nó rất ít các bạn ạ. Chủ yếu là đo thông mạch vì các đồ điện là nó hỏng là bao giờ cũng phải đo thông mạch đầu tiên các bạn ạ. Thế sau đây là mình hướng dẫn các bạn làm cái máy đo thông mạch nhá. Mình để ở đây. Đầu tiên là các bạn làm hai cái que đo thì các bạn tìm cái vỏ bút bi là nó có cái xoáy ở đây này. Đây mình xoáy ra đây. Cái này nó hết mực rồi ta bỏ ra nhé các bạn á. Còn cái nắp đằng sau này ta cũng rút ra này. Đấy. Đây ta chỉ lấy cái vỏ và cái ống này không các bạn này. Đấy. Cái này cũng thế nhá, ta tháo ra hết này. Đấy, ta tháo các cái loại bút ở trong này thì hết mực ta tháo ra này. Chúng ta rút cái nắp này ra nhé các bạn nhé. Đây ta được hai cái que đo bằng cái bút bi như thế này các bạn ạ. Sau đó ta tìm một cái đầu que đo các bạn ạ. Cái đầu que đo này làm sao nó to, nó cũng vừa cái lỗ của cái đầu bút bi này. Đây, mình đút nó vừa hay là càng tốt. Hoặc là lỏng một tí cũng được nhưng mà nó vừa như này các bạn ạ. Như mình đây là mình dùng một cái dây nhôm này các bạn ạ. Cái dây điện bằng nhôm này. Đấy, nó có thì những cái lõi nó cũng to lắm này. Mình tước ra nó to như này. Mình đút vào cái đầu bút bi này nó cũng vừa hay các bạn này. Đấy. Thì mình để làm cái đầu cái que đo này. Mình nắn thẳng ra này. Sau đây là mình hướng dẫn các bạn làm cái que đo chuyên nghiệp này các bạn ạ. Thì đầu tiên là các bạn xoáy cái bút bi này ra này. Nó như này các bạn ạ. Thế sau các bạn dùng một cái súng keo nến này. Thế các bạn mới cho vào đây các bạn ạ. Thế trong các bạn bơm này. Đấy. Các bạn bơm keo nến vào này. Đấy. Khi cái keo nến nó đã đầy ra đây rồi ấy. Thì này hiện nay nó đang nóng ấy. Thì mình dùng cái que nhôm này á thì các bạn rút qua này. Đây. Đấy, các bạn rút qua như thế này thì một lúc là cái keo nến mà nó nguội là nó đóng băng ở đây là nó được một cái que đo rất chắc các bạn ấy. Đây, đây mình để đây cho nó nguội này. Xong đến cái bút bi này cũng thế các bạn nhé. Đấy. Thì mình cũng bơm cái keo nến cho nó đầy vào đây các bạn này. Đấy. Đấy sau khi nó đầy là mình lại để ra này các bạn ạ. Thì các bạn cũng lấy cái que nhôm như cái kia nhá. Các bạn sọc vào này. Các bạn cho cái đầu nó dài dài ra để ta đo nó dễ các bạn ạ. Đấy đây. Được như thế này. Đây sau khi là cái keo nến ở trong này nó nguội đi là nó đông đặc nó cứng lại các bạn ạ. Nên nó rất chắc ta rút nó không ra này. Đấy. Thì bên này cũng thế các bạn này. Đấy. Xong là ta lấy cái đuôi bút này ta thử cho đây nhá. Ta xoáy này. Đấy các bạn ạ. Thì cái nhôm của cái này nó dài hơn cái đầu bút này thì bây giờ ta phải cắt vào giữa cái bút này các bạn ạ. Thì ta nối nó vào giữa cái bút này thì nó mới cách được điện thì ta cầm đây là nó an toàn mà ta thấy an tâm hơn các bạn nhé. Đấy thì sau đây là mình đo mình cắt này các bạn. Đây mình để như này. Mình đo nó, mình cắt làm sao nối vào giữa cái bút này các bạn ạ. Đấy thì mình cắt hơi quá tí cho mình gập nhá. Đến đây. Mình dùng cái kìm mình cắt này. Đấy. Xong đây là mình gập lại để mình nối cái dây điện vào đây các bạn ạ. Đây sau khi mình đo cái này mình cắt nhá, mình gập trở lại là được hai cái đầu đằng sau nó như thế này nhá. Sau đó là ta dùng hai cái dây điện một này các bạn ạ.
Đấy. Hai cái dây điện một này là ta lùa qua cái ống này. Ta lùa ở đằng sau cái ống này. Đấy. Xong rồi ta gọt cái đầu này ra để ta buộc vào cái này các bạn này. Đấy. Sau đây mình làm nhá. Mình lấy bật lửa mình tuốt ra này. Mình tuốt dài dài để buộc cho nó chắc các bạn nhé. Đấy, mình tuốt được như này. Xong các bạn buộc vào cái đầu này các bạn nhé. Ta buộc cũng được thôi, nó tiếp giáp rất tốt này. Sau khi ta buộc dây điện này vào chặt vào cái đuôi của cái bút này á, thì ta lồng cái này vào này. Và ta xoáy vào nhá. Đấy, ta đã được một cái bút điện mà ta nối vào cái giữa này, nó cách điện các bạn này. Thì ta cầm đây an tâm này, không vấn đề gì đây. Khi ta đo điện là ta cầm đây an tâm này các bạn á. Thì cái này cũng thế các bạn á. Thì mình dùng một cái dây màu vàng này, thì mình cũng đấu như thế các bạn á. Như thế này là mình được hai cái que đo rồi các bạn á, rất an toàn này. Đấy, tại sao mình phải hướng dẫn các bạn là dùng cái bút bi mà nó phải có cái chỗ xoáy ở giữa các bạn á. Vì trong quá trình mình dùng lâu dài á, là cái chỗ mình buộc ở trong này thì nó hay bị đứt á. Thì khi nó đứt thì ta lại xoáy được ra này. Ví dụ đứt thì ta lại xoáy ra. Xong ta lại buộc trở lại các được các bạn nhé. Đấy. Người ta xoáy vào này. Ở cái đầu que thử điện này ấy, thì ta lấy dao ta gọt cho nó nhọn này các bạn ấy, để đo nó dễ này. Đây ta dùng cái dao ta gọt ở cho nhọn cái đầu các bạn ạ. Đây sau khi ta gọt và ta mài thì nó được hai cái đầu bút này nó nhọn như này thì ta đo nó rất dễ các bạn ạ. Đấy. Còn về cái máy để gắn vào hai cái que đo này á là ta dùng một cái cục sạc điện thoại này các bạn ạ. Hoặc là cái cục sạc dự phòng này cũng được này. Đấy, nó ra điện 5V này các bạn ạ. Và mình cần một cái dây USB này các bạn ạ. Cái dây này là thường thường để sạc điện thoại này. Đấy, nó có đầu USB và một cái đầu này là mình đã tuốt ra là có cực dương và cực âm này các bạn ạ. Đấy. Ví dụ như mình cắm vào cái cục sạc điện thoại này. Đấy. Thì cái đầu này là nó ra cái điện 5V này các bạn ạ. Sau đây là mình nói qua cái cách chế của mình này. Thì trong hai cái dây đầu ra của cái cục sạc điện thoại kia nhá. Thì cái dây đỏ là cái dây dương này, thì mình lấy cái dây đỏ dây dương này mình đấu qua một cái bóng sáng các bạn nhé, tức là cái bóng sáng này là để nó báo khi mình thông mạch là nó báo sáng, thế mà không thông mạch thì nó là không báo các bạn á. Thì tùy theo các bạn kiếm một cái bóng led nào ở nhà các bạn nhé, hoặc như mình đây là mình có một cái dây đèn led của cái bóng tiếp led này, thì mình kiếm lấy hai cái con led này để mình chế vào nhé. Vì cái dây đèn tiếp led này nó đã hỏng rồi này, nhưng mà nó vẫn còn một số con nó vẫn còn sống, thì bây giờ mình lấy ra là mình chế vào đây nhé các bạn nhé. Còn một cái dây đen này là ta đấu nối tiếp luôn vào cái que này các bạn nhé. Đấy. Và ta cũng kết hợp ta chế thêm một cái công tắc này các bạn nhé, tức là cái công tắc này là để đóng cắt này các bạn nhé. Khi nào ta chuyển sang cái chế độ đo led á, thì ta mở chẳng hạn đấy, khi nào ta chuyển sang cái chế độ đo thông mạch thì ta lại cắt này, nó rất tiện lợi các bạn nhé. Sau đây mình làm cho các bạn xem này. Đầu tiên là các bạn cắm cái cục sạc này vào ổ điện này. Khi các bạn cắm cục sạc ổ điện là cái hai đầu này nó có điện. Thì bây giờ ta đo vào cái dây này nhá, xem cái con led nào còn sống. Để ta lấy cái con led đấy ta chế vào cái đầu của cái dây sạc điện thoại này các bạn nhá. Thì đây mình đo này nhá. Đúng chiều âm dương này. Đây có một con này. Đây có hai con này nó bật sáng này các bạn ạ. Đấy. Thì mình lấy hai cái con led này là mình chế vào cái đầu này để khi nào đo thông mạch cho ta biết các bạn nhé. Thì ta lấy kéo ta cắt hai con này ra các bạn này, cắt này, đấy. Đây ta cắt được hai cái con này nó vẫn còn sống này, vì nó đấu song song nên ta lấy hai con thì càng tốt các bạn nhé. Bây giờ mình cạo đầu này và đầu này để mình hàn cái dây điện vào đây các bạn nhé. Thì các bạn dùng một cái dao này, đấy, xong các bạn cạo này, các bạn cạo cho nó hở đồng ra này, đấy. Họ tráng một cái tí đồng mỏng đây các bạn ạ. Thì mình hàn nó lại ăn ngay. Để lấy cái cực điện ra này. Đây cái mình cạo là được một đầu rồi các bạn này. Đấy. Xong mình cạo đầu bên này. Đây mình cạo được cả hai đầu các bạn á. Sau khi mình cạo được hai đầu này thì mình tráng một ít thiếc vào đây nhá. Để sau khi mình hàn nó dễ này. Mình để đây. Mình dùng cái mỏ hàn này mình tráng cái thiếc vào đây các bạn này. Đây sau khi mình tráng cái thiếc vào đây là nó bám chắc lắm các bạn ạ. Đây, cậy thoải mái nó không ra này. Đấy. Sau nữa mình để mình hàn dây điện vào đây các bạn ạ. Thì bây giờ mình lại dùng một cái vỏ bút bi nữa các bạn ạ.
thì mình đút cái hai cái con led này nó vào trong cái ống này để tạo thành một cái đèn khi mình đo mình biết đấy các bạn nhé. Đấy, cái này là đút nó không vừa này, mình cắt bớt nó bé cho nó vừa các bạn nhé. Đây mình cắt bớt đi là nó bé, là mình đút vừa, cái này là mình làm một cái đèn nó kín ở trong này các bạn nhé. Đây, mình cưa đến chỗ này để mình gắn keo hai bên cho nó chắc các bạn nhé. Mình dùng cái cưa này mình cưa này. Đây sau khi mình cưa là nó được cái đoạn ngắn thế này, là mình đút vào đây là nữa nó đẹp rồi các bạn này. Đấy, hình thức là như thế này các bạn á. Thì hai cái bóng led này mình xác định là đúng cái chiều dương, là mình đấu vào cái dây đỏ của cái nguồn điện kia các bạn nhé. Thì mình hàn vào. Còn cái đầu bên này á, thì ta lấy một cái que đo các bạn á. Đây, đấy nó có cái dây đỏ này, ta hàn vào đầu bên này. Đây mình hàn vào. Thế còn cái đầu dây đen này á, thì ta nối với một cái que có cái sợi màu vàng này các bạn nhé. Đấy, thì ta cần thiết ta nối tay cũng được. Đây, ta xoắn này. Thế còn cái công tắc này các bạn nhé, thì đây nó là như là một cái dây điện các bạn nhé. Thế khi các bạn bật cái on lên này. Đấy, các bạn bật cái on lên là các bạn nối cái dây điện vào nhau này. Thì các bạn bật ướp này. Đấy, thì các bạn cắt cái dây điện ở giữa này các bạn ạ. Đấy, hình thức là như thế. Thì bây giờ mình cũng đấu vào hai cái đầu của cái bóng led này. Đấy, để mình đóng cắt các bạn á. Đây mình đấu như này cho các bạn dễ nhìn này. Thì hàn luôn vào đây các bạn ạ. Chân này ta hàn vào đây. Đây là mình làm cái sơ đồ nó như thế này để các bạn biết. Còn bây giờ là mình lắp ghép vào một cái hình thức nó đẹp hơn, mà trong cái máy có vẻ là nó chuyên nghiệp hơn các bạn nhé. Chỗ này là nó rất dài, mình cắt video và mình đã quay cái chỗ hoàn thành cái chế của mình nhé. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn chế hoàn chỉnh cái máy đo thông mạch và cái máy đo led nó như thế này các bạn nhé. Đây. Đấy, thì sau đây là mình cắm vào mình test thử các bạn xem nhé. Đây mình cắm vào ổ điện này. Đấy, khi mình tắt cái công tắc này ở cái chế độ off này các bạn á, là cái chế độ tắt á, thì là cái chế độ mình đo thông mạch. Nó thông mạch là ví dụ như mình chập hai que vào cái là cái bóng đèn kia nó sáng đây, mình chập này. Đấy. Đấy nhá. Đấy, nó sáng đấy. Thế khi mình mà mở cái công tắc này ở chế độ on này. Đây, đây chế độ on như thế này thì coi như ta đo được led các bạn nhé. Đấy. Thì mình cái này là nó hai chức năng. Bây giờ mình kiểm tra được cái bóng led này là bóng led nào sống và bóng led nào chết các bạn nhé. Thì các bạn lấy hai cái đầu que này các bạn cầm rất chắc chắn này, nó không bị hở mạch nhé các bạn nhé. Thì các bạn cứ chập vào các cái bóng led này. Đấy. Nếu nó không thấy sáng thì ta đảo đầu các bạn á, ta đảo que này. Đấy. Ví dụ ta chập bóng này này. Đấy nó sáng các bạn á. Đây bóng này. Đấy sáng này. Đấy, khi ta để thử led thì rất tốt đó các bạn á. Khi ta sửa bóng điện led là ta cứ dùng cái dưới này là rất tốt này. Đấy nó sáng này. Đấy. Nếu con nào nó chết là nó không sáng các bạn nhé. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn đo thông mạch này các bạn nhé. Thì đầu tiên là các bạn phải nhìn ở cái công tắc này nhé. Thì các bạn bật cái nú off này. Thì các bạn tắt cái chế độ đo led đi thì các bạn lại đo được thông mạch nhé các bạn nhé. Thì mình dùng một cái dây điện này mình thử cho các bạn xem này. Đấy. Ví dụ bây giờ ta đã tắt cái chế độ đo led rồi nhé. Thì bây giờ ta đo thông mạch thì ta ví dụ ta đo cái dây đỏ này. Thì một đầu que ta để vào dây đỏ các bạn nhé. Thì đầu kia ta cũng chập cái dây đỏ này. Thì các bạn để ý cái đèn led nó xem nó có sáng. Đấy, đấy chập này. Đấy, đấy. Đấy, chứng tỏ là cái dây đỏ này mà tốt nhá. Mình lại thử ra cái dây trắng nhá. Đấy, thì cái dây trắng này mình cũng chập này, nếu nó tốt là nó sáng này. Đấy, nếu nó đứt là nó không sáng các bạn nhá. Đấy. Cái này rất hữu ích các bạn ạ. Nếu các bạn mà không thích cắm vào cái nguồn điện lưới này thì các bạn dùng cái cục sạc dự phòng này cũng được các bạn nhá. Thì các bạn rút cái đầu USB này ra này. Đấy, thì các bạn cắm vào cái cục sạc dự phòng này. Đây. Đấy, xong các bạn bật lên này. Thì lúc này là hai cái que này là nó đo thông mạch thì cái đèn cái nó lên ấy, ví dụ mình chập này. Đấy, đây. Đấy. Thì cái này là mình di động nữa, mình cầm như thế này đi đâu là mình đo được, mình không phải cắm điện nữa. Trong khi dùng các bạn chỉ chú ý mỗi cái là cái công tắc này các bạn nhé. Khi các bạn đo led là các bạn mở cái công tắc này lên này. Thế khi các bạn mà đo thông mạch thì các bạn tắt cái công tắc này đi này. Thế thì là được. Cái chức năng này là cũng rất hay các bạn ạ. Như vậy hôm nay mình mang hết cái tâm huyết của mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà chế một cái máy đo thông mạch và máy đo led tại nhà mà chúng ta không phải mất một đồng chi phí nào các bạn ạ, mà ai cũng làm được. Mình hy vọng rằng các bạn nào may mắn gặp được cái video của mình mà chưa có cái máy đo thông mạch thì các bạn cứ làm như thế này là chắc chắn là các bạn sẽ sửa được nhiều cái đồ điện lặt vặt ở trong nhà mình nhé. Thôi video của mình đến đây đã dài rồi,
Nếu mà các bạn nào mà thấy video của mình thực sự là hữu ích cho cộng đồng á, thì các bạn là chia sẻ để cho nhiều người được tiếp cận và sửa được những ý đồ điện lặt vặt ở trong nhà nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé vào thăm video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau nhé. Xin chào.